Sáng ngày 30 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đi kiểm tra một số dự án mô hình sản xuất nông nghiệp và công tác kiểm soát dịch COVID-19 tại các chốt trạm trên địa bàn thị xã. Cùng đi có lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn liên quan. Thăm kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tiến độ xây dựng nhà máy chế biến nông sản và kho bảo quản nông sản thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên F1 Global Foods tại phường Đức Chính, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã ghi nhận sự cố gắng của nhà máy trong việc khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của yếu tố dịch bệnh để đẩy nhanh tiến độ sớm đi vào hoạt động. Dự án có tổng mức đầu tư gần 164 tỷ đồng. Hiện tại công ty đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục xây dựng nhà máy, đang dần hoàn thiện lắp đặt hệ thống dây chuyền máy móc khoảng 80% và tiến hành chuyển giao công nghệ. Đến nay, nhà máy đang tiến hành nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mẫu. Qua kiểm tra thực tế về tiến độ xây dựng nhà máy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã khẳng định đây là dự án quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì thế, thị xã đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho công ty như tạo điều kiện để các chuyên gia nước ngoài vào để lắp đặt và chuyển giao công nghệ với điều kiện đảm bảo đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh nhà máy phải quan tâm đến việc sử dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ để tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Quan tâm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, khuôn viên nhà máy và phấn đấu đến tháng 10 năm 2021, nhà máy phải đi vào hoạt động. Kiểm tra việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm na tại một số hộ trồng na thuộc địa bàn xã Tân Việt và Việt Dân, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu cần chủ động đảm bảo ổn định sản xuất và tiêu thụ na trong thời gian tới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá giới thiệu về chất lượng, thương hiệu của sản phẩm na Đông Triều, đặc biệt là trên Facebook, Zalo cá nhân, hội nhóm. Quan tâm việc tiêu thụ thông qua kênh thương mại điện tử, mở rộng thị trường, bán hàng online, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm na để tiện ích khi vận chuyển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giao cơ quan chuyên môn sớm kết nối tiêu thụ, kích cầu tiêu dùng thông qua tuần tiêu thụ sản phẩm na Đông Triều tại Hạ Long và Cẩm Phả, quan tâm phát triển thị trường nội địa và kích cầu mở rộng các kênh tiêu thụ na tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, địa bàn an toàn dịch bệnh. Cũng trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đi kiểm tra chốt kiểm soát liên ngành số 1 tại quốc lộ 18 cầu Vàng Chua, xã Bình Dương và chốt kiểm soát liên ngành số 5 tại cầu Đá Phách, phường Mậu Khê. Qua kiểm tra, đồng chí yêu cầu lực lượng trực chốt phải tạo điều kiện thuận lợi cho các xe tải, xe container chở hàng hóa, nhất là các xe vận chuyển tiêu thụ na Đông Triều với điều kiện đảm bảo đầy đủ các quy định trong phòng chống dịch và tiếp tục siết chặt việc quản lý người và các phương tiện qua chốt kiểm soát, tuyệt đối không để lọt mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn thị xã.